Xin kính chào anh em đã đến với kênh YouTube của Vinh Thành Audio. Và hôm nay xin giới thiệu với mọi người về đôi loa Bookshelf của hãng Victor. Thì đây là đôi loa toàn giải luôn nha anh em. Nó sẽ bao gồm một cái loa toàn giải bên trong. Và kích thước của nó là chiều ngang là 14 cm nha. Và chiều cao là 23 cm. Và chiều sâu của nó là 22 cm. Và góc cạnh của nó thì còn khá là đẹp nha anh em. Có thiết kế là màu phần cổ nha, rất là đẹp. Và đây là cái lưới dính bên trong nha. Thì em không có mở lưới ra nha, mở ra thì nó sẽ bị hư cái nắp bên ngoài. Và khi mà rọi đèn bên trong thì sẽ thấy là nó sẽ có một cái lo toàn giải là 10 cm nha. Và có thiết kế là lỗ thông hơi phía dưới luôn nha. Rồi bây giờ em sẽ test một đoạn thanh để anh em có thể thưởng thức về chất âm của đôi loa toàn giải Victor nha. Có lỗ thông hơi thì tiếng bass nó sẽ rất là thoát nha. Bass chép đầy đủ nha. Lỗ thông hơi phía dưới nha và một cái lo toàn giải bên trong. Lưới dính hết nha. Và màu vân gỗ khá là đẹp nha. Thì thông số của nó là model Victor SBU XV10. Và cái trợ kháng của nó là 4 ohm, công suất của nó là 26 W nha. Góc cạnh còn liên lạc hết nha. Với cái đôi loa toàn giải Victor này thì anh em có thể làm loa trợ lời, loa surround cũng như là loa vệ tinh hoặc là loa nghe nhạc trong cái phòng nhỏ, phòng ngủ khá là hay anh em. Góc cạnh còn đẹp hết nha. Và đây là thông số của nó nha. 26W 40 ohm nha, góc cạnh còn liên lạc hết. Chất âm của nó khá là hay. Đều cắt giải hết luôn. Anh em có thể tháo cái củ loa ra để mình có thể độ lại, chế lại hình loa center, loa trợ lời, loa phụ trợ trong cái bộ dàn khá là hay. Và với cái đôi loa Victor thì em sẽ bán với giá là 370.000 đồng, giá chưa bao gồm phí vận chuyển anh em. Thì xin cảm ơn anh em đã quan tâm theo dõi và đăng ký kênh Vinh Thành Audio. Nếu như anh em yêu quý mà chưa đăng ký thì vui lòng nhấn nút đăng ký màu đỏ phía dưới màn hình để luôn nhận được những video mới nhất và nhanh nhất. Xin chân thành cảm ơn và hẹn gặp lại anh em trong những video tiếp theo.